Xin chào anh em. Hôm nay Capalus lại giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm, nó là một bộ chét đấy, khá là phổ thông trên thị trường đấy. Thì hôm nay em có làm cái clip để các bác phân biệt được là cái chất JBL là hàng chính hãng và nó là hàng bãi đấy. Thì trên tay em đây là đang cầm hai cái chét, một là của JBL hàng chính hãng RT đây anh em, phải trải nghiệm thực tế này. Đây là con chép JBL chính hãng và đây là con chép bãi. Để em mô tả chi tiết hơn về các cái sản phẩm, thì thường một số dòng xe phổ thông như các bác trên thị trường thì cái không có tính chét, hoặc là các bác có nhu cầu nâng cấp chét đấy, thì chét là một cái thiết bị nâng cấp âm thanh khá là phổ thông với những dòng xe bình dân đấy. Thì các bác thường thiếu chét, xe thiếu chét và các bác thường nâng cấp, thì đây là cái dòng chét bãi này đấy. Ở phía sau thì đều có các cái logo của JBL đây, JBL, nhưng mà đây là hàng chét bãi. Thì hôm nay em có làm cái clip để các bác phân biệt được đâu là chét hàng chính hãng và đâu là chét bãi, để các bác mua với cái giá nó chính, nó chuẩn đấy, không bị các cái cửa hàng nội thất mua bán và mua phải hàng chét bãi nhưng mà lại báo là hàng chét chính hãng. Còn đây là sẽ là một cái vỏ hộp của cái hàng chét JBL hàng chính hãng. Chét JBL thì em thấy là trên thị trường thì rất nhiều các bác hay là quan tâm cái dòng chét JBL này đấy, cho cái độ chét, cái tiếng đánh chét nó khá là nghe lanh canh cũng rất là hay đấy. Còn đây thì đây là cái bộ chét JBL hàng chính hãng, thì sẽ có thêm một cái quyển sách hướng dẫn đấy. Thì đây là quyển sách hướng dẫn nhé đấy. Thì trên đây là cái bộ phụ kiện của chét JBL hàng chính hãng này, thì cũng giống như cái dòng chét của hàng bãi, thì ở phía sau chét nó cũng sẽ có cái logo của JBL, nhưng mà nó các bác nhìn này, để các bác so sánh nhé. Đây này, đây là cái chét JBL hàng bãi này và chét JBL hàng chính hãng này, đều có logo JBL đấy, và có tên thiết bị này đấy, và có made in Việt Nam đấy. Các cái tem bảo hành của nhà phân phối thì đều có sẵn đấy. Đây nó còn có mã này các bác này đấy, để các bác phân biệt chất lượng âm thanh khi các bác nghe và trải nghiệm thực tế của hai dòng chất này ấy, thì chất hàng chính hãng cho cái chất âm đánh ra cứng hơn và đanh hơn so với dòng chất bãi đấy. Giá thành khi mà bác nâng cấp một chiếc loa chét JBL hàng chính hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 800 đến 900 đấy. Còn hàng bãi thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 450.000 đến khoảng 500 tùy theo các đơn vị đại lý họ lắp đặt cho các bác đấy. Dòng chét chính hãng thì nó có kèm thêm những cái phụ kiện đi theo, đó là những cái bộ bát tắt như này đấy. Tùy theo những dòng xe để có cái cách lắp đặt cho nó phù hợp đấy, đều có các cái bát để bát zin vào phía bên trong những cái cột A đấy, hoặc là cái cánh cửa đấy, để cho các bác cho thợ lắp đặt có thể là lắp đặt rất là zin đấy, rất là đẹp mắt đấy, để có những cái bát như này, và tùy theo cái vị trí lắp đặt thì đều có thể thiết kế được đấy. Ngoài ra về phía phần dây của chiếc JBL hàng chính hãng thì nó có phần bộ phận dây lối chuyển rất là đẹp như thế này đấy. Ở trong này nó có một bộ mạch nữa đây các bác nhé, bộ mạch này và dây chuyển này, dây chuyển này. Các bác chỉ cần cắm này thôi đấy, cắm như này đấy là đều có thể ăn ngay đấy. Ở đây là rắc chuyển cắm này đấy. Còn cái rắc của dòng JBL hàng bãi thì thường là các bác sẽ phải dùng dây ngoài để có thể đấu quấn vào đây, trực tiếp vào đây đấy, để có theo thợ có thể là lắp đặt đấy.
thì trên đây là các cái sản phẩm JBL hàng chính hãng và hàng bãi để các bác tiện có thể phân biệt được khi mà các bác mua hàng, lắp đặt các cửa hàng, lô thất ô tô. Đấy. Thì khi mà các bác nhận được cái mức báo giá thì các bác có thể hỏi là cửa hàng là hàng này là hàng bãi hay hàng chính hãng, và cũng tùy theo cái giá tiền mà các bác lắp đặt. Ví dụ như là nếu mà các bác lắp đặt mà giá 5-600 8-900 mà lại lắp phải cái dòng bãi thì là mức giá lắp đặt quá cao. Đấy. Cả hai thiết bị này là đều thiết bị nâng cấp âm thanh, và hiện tại thì bên em đều phân phối và lắp đặt cả hai. Đấy, tùy theo cái mức giá tiền vừa phải để anh em có cái lựa chọn cho nó chính xác. Đấy. Đôi khi một số các bác có cái câu hỏi là sao bên em bán dòng chét này giá cao hay là giá rẻ, thì đây thì em xin phép làm cái clip này để giới thiệu đến cho các bác để phân biệt được đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng bãi. Đấy. Để các bác đi mua hàng đấy, có cái sự hiểu biết về sản phẩm, tránh bị mua phải cái dòng sản phẩm mà không phải chính hãng mà được báo giá hàng chính hãng. Đấy. Các cái sản phẩm hàng chính hãng thì nó sẽ có cái vỏ hộp như này, còn hàng bãi thì thường nó chỉ có một cái vỏ như hộp đơn giản như này thôi. Đấy, đóng vào đây. Hàng chính hãng thì sẽ có một vỏ hộp như này. Nếu khi mà các bác mà yêu cầu lắp cho anh cái dòng chính hãng, đấy, thì các bác hỏi nó là sản phẩm như nào cho xem trước khi lắp đặt. Đấy. Thì đây là những cái phụ kiện chính của cái JBL hàng chính hãng. Chất âm quan trọng nhất là khi các bác đặt lên thì cái chất âm của hai cái dòng JBL hàng chính hãng và hàng bãi đấy, nó có một cái sự khác biệt. Các bác nhìn này, cái màu sắc này, bên trong cái này thì nó có cái màu gọi là hơi có cái màu đồng, bên này nó màu đen tuyền như này đó nhá. Đấy. Hàng bãi thì đôi khi nó có những cái cảm giác như là nó bị xước. Đấy. Đấy. Nhìn trông nó không được cái độ hoàn thiện của hàng chính hãng thì nó nhìn có vẻ rất là mới và chính hãng hoàn thiện cao hơn. Đấy, độ bền cao hơn. Và cho cái chất âm chét ra nó khỏe hơn, đánh hơn. Đấy, đánh hơn với cái dòng hàng bãi như thế này. Đấy. Thì tùy theo cái mức nhu cầu đầu tư của các bác mà các bác lắp đặt và nâng cấp cho nó phù hợp. Đấy. Tất cả những cái dòng xe ở cái phân khúc giá hạng A đấy, thì chất âm thanh thì đều thiếu chét. Thì nếu các bác nâng cấp âm thanh thì thường các bác nên nâng cấp thêm một cái bộ chét như thế này nữa để cho cái tổng hòa âm nó hay hơn. Đấy. Các bác nâng cấp súp thì các bác cũng nên nâng cấp thêm một cái bộ chét nữa. Đấy. Thì trên đây là cái video mà em giới thiệu sơ bộ qua và cái dòng chét JBL. Cái dòng chét JBL là cái dòng chét mà rất nhiều anh em thường hay quan tâm và hay nâng cấp. Đấy, thì em làm cái video để giới thiệu cho các bác thì đâu là cái hàng chính hãng và đâu là hàng bãi để các bác có thể phân biệt được. Nếu các bác cảm thấy hay thì có thể like ủng hộ kênh giúp em. Đấy. Em chào các bác nhé.